Xin chào anh em nhé. Đây là cái cách mà để thuần con khuyên nhanh nhất của em. Trước em cũng có đăng clip lên trên kênh này rồi, là cái cách thuần chim bằng hộp Meka. Thì cũng nhiều anh em cũng thích, thì cũng những em mới thì chắc anh em không biết. Đây anh em này. Đây anh em, nó thuần như này. Đây. Đó, trong cái hộp Meka này, đi đâu cho đi đấy luôn, đi đâu đi theo đấy luôn. Đó đây. Đây anh em nhá, cứ thải thôi. Anh em cứ xách đi, đi đâu anh em cũng xách như này cho mình. Có nghĩa có thời gian rảnh anh em cứ xách như này, ok. Đó, làm bằng Meka nhá. Cái cách thuần này của em thì em cũng sử dụng nhiều rồi, kể cả trà màu. Thì cái này của em làm rất thoáng anh em ạ, đây này. Em làm rất thoáng. Đây anh em nhìn, em sẽ mở cửa cho anh em nhìn nhé. Đây, thoáng, không sợ nóng. Đây, những cái đường này em đã cắt thành những cái lỗ này rồi. Đó, những thành lỗ này rồi. Rất thoáng, chim không bao giờ sợ nóng nhá. Đó, em mới thuần con này được 4 ô. Đây, cũng nhảy nhưng mà không nhảy nhiều, thấy chưa? Đây. Đó, xách như này, đứng cạnh như này là nhảy này quá ok rồi. Anh em thuần trong con này tầm độ 15 ngày thôi thì chắc là đứng chăm chạm. Đó, trên nóc nhá, anh em không được khoan lỗ. Trên nóc anh em không được khoan lỗ, anh em biết tại sao không khoan lỗ không? Tại vì nếu mà để trên nóc khoan lỗ thì nó sẽ bị bám mất nóc. Thì sau cho ra lồng nuôi nó sẽ bị bám nóc. Thì như này thì nó sẽ không bám được này. Đó, ok chưa? Rồi, đặt đây để review cho anh em. Anh em xem. Đó. Rồi, quá đơn giản. Em tí em sẽ review cái lồng. Đợt trước em đăng lên YouTube cách đây cũng lâu rồi, nhiều anh em không biết rồi. Em đặt máy quay gần đây, nó vẫn nhảy nhưng mà nó không nhảy nhiều. Đó, đây để quay sơ qua. Đó, bằng cái hộp bằng Meka như này, khi nó như mới hôm đầu tiên cho vào nhảy nhiều lắm, nhưng mà khi mà anh em cho sách đi quen thì nó kiểu nó nhảy, nó không bám được thì nó biết là không ra, nó sẽ không nhảy nhiều nữa. Đó, rất đơn giản. Đấy, nhảy rất bình thường, không điểm bám. Đây, đặt gần máy quay này, ok chưa? Cái cách thuần như này thì thực ra là rất nhiều anh em cũng đã biết là thuần của anh đam mê chim cảnh, anh cũng làm cái cách này rồi. Nhưng mà nếu để làm mà để mà đẹp và nhanh thuần nhất thì vẫn phải bằng Meka anh em nhé. Rồi, bằng Meka đó, em xách đi. Rồi anh em nhìn sơ đi sơ lại này. Đó, kể cả cái này anh em nuôi được luôn chứ không cần phải để thuần, đẹp chưa? Thỉnh thoảng anh em cho ra cọ, thỉnh thoảng anh em cho ra cọ bằng xà phòng là nó lại bóng nhoáng luôn. Cái này bằng Meka anh em nhé. Anh em có thể ra ngoài tiệm quảng cáo, anh em mua cái Meka dày 2 ly, xong anh em cắt thuần khuyên. Còn nếu anh em muốn thuần màu thì anh em nên lấy 2 ly rưỡi, Meka 2 ly rưỡi để cho khỏe. Khi anh em làm cái móc như này nó sẽ không bị ảnh hưởng gì. Đó, rất đơn giản thôi. Cái này thì anh em nên làm một cầu thôi. Một cầu, lý do tại sao bảo một cầu này là khi nó một nhảy lên, nếu không một chỗ bám thì vẫn chỉ có số một cầu thôi. Thì nó chỉ đứng im, nó không dám nhảy nữa, không nhảy nhiều đâu. Anh em có thể nhìn kỹ hơn. Đây, tại vì là đó, cái lò học này thì em làm rộng có mười mấy, 20 thôi, chưa được 20 thì phải.
Đây em sẽ đặt xuống đây để em thử đo xem là bao nhiêu. Cái này rộng 20, gần 20. Nếu anh em thuần khuyên thì có thể làm nhỏ một chút xíu cũng được, như này cũng thuần khuyên được rồi. Đó, đẹp chưa? Quá nhanh, quá đơn giản. Cách thuần khuyên bá đạo luôn. Anh em nào muốn thấy hay, anh em có thể chia sẻ clip để nhiều anh em tự làm một cái học để thuần y xì nhà đây, nó làm lòng được luôn chứ không phải học nữa anh em nhé. Rất đơn giản thôi đó, rất đơn giản được cái lòng thuần khuyên chất. Cái này thì anh em theo anh em thì làm theo bằng cái formic hoặc ấy cũng được đó. Nghĩa là anh em chế làm sao cái cửa để cho nó ra vào này, nhưng anh em đừng gắn bằng keo 502, gắn keo 502 nó sẽ 502 nó sẽ bị úa. Anh em gắn bằng cái keo silicone cũng được, silicone thì anh em sợ không giữ được, anh em dùng bằng cái keo keo gì nhỉ, em quên tên rồi. Còn này nếu anh em nào cần gắn bằng keo gì thì em sẽ hôm nào gọi điện em sẽ chỉ cho anh em cái loại keo đấy, gắn nó sẽ không bị úa mỏng. Ok, để chào anh em, hẹn anh em clip tiếp theo nhé.